bồng bông biết bơi 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 biết bò 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 bò. Rồi xin chào cô chú. Poppy Banana. Xin chào cô chú và các bạn đi. Xin chào cô chú và các bạn. Bây giờ mình quay đồ chơi mới nha. Mình quay đồ chơi mới. Trời ơi, cái tên chơi cần chơi chơi. Mắc cười quá. Nè, đây là bánh đậu xanh nước dừa. Bánh que sô cô la. Con đọc lại đi. Bánh que sô cô la. Cái này là mì. Mì ai trẻ em? Mì trẻ em. Mì trẻ em đẹp trái. Còn này là kẹo thổi. Kẹo thổi hồi xưa. Kẹo thổi thời xưa đi. Nghe cho mình đi. Mình mới đọc rồi. Đây là trò chơi xếp hình con mèo. Con biết chơi không? Biết à. Biết xếp hình lại không? Xếp hình lại chứ. Còn đây là kẹo thổi bong bóng nè. Thổi bong bóng nhẫn nhẫn gì vậy? Hai ba mình thổi nè. Kẹo thổi bong bóng rồi con đẩy cái keo ra xong rồi con chét lên cái ống rồi con thổi ra cái bong bóng bằng keo. Đi nè, ta ngửa nè bạn. Đây là. Đi nè, ta ngửa nè. Đây là chiếc xe đạp. Đạp kéo dây cót. Để mình lấy rồi nha. Nè, cái này cây súng nè. Cây súng này bộ. Không biết lắp xong rồi. À, phải gỡ cái này ra. Nhả gì vậy vậy? Rồi đổ nào. Ủa kẹo trứng sao còn có một cái vậy con? Kẹo trứng có hồi đấy nè. Đâu có một cái nè. Nè. Còn đây là. Còn đây là mì trẻ em, mì tuổi thơ. Quá trời luôn. Ồ, có xí muội hồi xưa nữa nè. Cho con nè. Nổi xí muội hồi xưa. Con mèo nữa nè bạn ơi. Mì trẻ em nè. Mì Nguyễn. Mì trẻ em. Mì trẻ em hả? Ừ. Tao lượm được. Giờ con ăn cái gì trước? Con cường. À cái này còn sô-cô-la. Sô-cô-la. Hai thanh sô-cô-la. Những mẫu của thập niên 9X. Những mẫu của thập niên 9X mà giờ mấy ít? Hai. Hai ít ăn hả? Giờ con lấy gì? Cái đó thôi, cái này chưa nguy hiểm lắm, con trả lại đi. Chưa nguy hiểm rồi. Cái này bắn vô mắt đau lắm. Thôi đừng chơi cái này. Rồi con chơi cái nào trước? Giờ con ăn hay là con chơi trước? Này. Lên dây cót hả? Kéo cái dây đó con. Biết kéo không? Con kéo lên cái con bỏ nó xuống. Đúng không? Đây để Út làm. Chị nghe mắc cười quá vậy. Nè. Muốn chơi hỏi bong bóng nè. Không. Đây Út làm cho. Bây giờ con phải lấy cái nắp này nè. Cái nắp này là cái nắp nghịch nè. Nhấn vô nó mới lủng lỗ. Để xí. Chưa được luôn. Ừ.
này cứng quá ta. Bị hư rồi, lấy cái nào, cái này. Cái này bị hư lắm. Cái đầu nó không có nhọn, nó đâm không có bể. Đầu này nhọn hơn nè. Đâm cái này. Đó. Mày bây giờ cái này không có ăn, không có nuốt nha. Cái này chỉ thổi thôi nha. Dạ đi con. Dạ. Cái này thổi bong bóng nó giữ lâu hơn mấy bong bóng khác. Đưa tao đâm nào. Nè để chốt út, út xoay nè. Cho nó dính. Đây là làm gì? Cho nó dính vô. Nè. Để con thổi thử thôi, thổi thôi nó ra, thổi nha. Không được ăn, không được nuốt nha. Được không? Hả? Này con thổi cái này đi. Cái này bự hơn nè. Thổi xong nếu mà con muốn giữ nó con phải kéo nó ra nước miếng không mà thôi con đưa đây. Đó, xong rồi con làm vậy nè. Để cho nó đủ bể. Thở ít thôi con. Đó, đó được cái bong bóng. Đó. Con phải nâng niu nha, không nó bể á. Làm bể nữa. Đây. Rồi. Hết rồi, con phải chét cái keo này vô nè. Rồi con mới thổi. Cái đầu nè, nhọn con nè. Nè. Nè, hâm, lấy cái này đi con, lấy cái cũ đi. Đừng chích cái mới chi. Đây. Nè nè, con thổi cái này đi. Thổi đi. Nè. Giỡn rồi thở không bóng đâu ăn được không. Rồi kéo tay ra, kéo tay bóp lại. Ừ, để không có xì. Bóp lại cho dính, không có làm bể rồi. Bóp lại cho nó dính lại. Bông bông biết bơi bơi bơi. Nè, nè hai không. Thôi. Ừ. Chát cây mới. Nè. Út chát cây mới rồi nè. Đang chát cây mới đâu. Nè. Đấy út dặn sao. Bể á. Mắc cười quá. Đó. Còn cái này để mai thổi. Tao làm dũng đâu rồi. Thôi ăn đi. Thôi con ăn đi. Ăn đi. Ăn trứng nè. Thôi trứng hỏi này. Ừ thổi nó đi. Đây để út mở cho. Bơi bơi vòng vòng biết bơi bơi bơi. Bơi bơi biết bò 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 bò. Con biết thổi cái này không? Hả? Con biết thổi cái này không? Biết à. Ừ. Chạy tay ra Út luôn. Ở nào? Hay quá ta. Kẹo quá con, ngậm ăn đi. Ngậm ăn cũng nhăn con. Chốt cái còn lại đi. Tao đang khơi chân giữa gà ta. Ăn mì gói không? Ăn bánh không?
mì gói. Ăn mì gói hả? Mì gói này à? Mì gói thế chị. Ông sao nó sao nó gì sao nó vậy? Gì vậy? Này đi sao nó vậy? Nè bạn ơi. Dạ không. Không được rồi. Thôi, rồi sao con lấy đồ chơi bỏ sẵn. Ăn không? Ăn đi. Ăn đi, không được lấy này, dơ. Ăn này. Thôi cũng giống vậy thôi, này nguyên thôi. Rồi, cái này màu sẫm hơn. Này. Này. Thế nguội. Này thế nguội đang cũng ăn. Ừ. Mì này có mùi chicken. Mùi gà. Cái mùi đùi gà quá ha. Ừ. Con đổ ra hả? Xí muội có ăn một viên thôi. Xí muội hồi xưa ăn nhiều quá nó sẽ ăn nhiều quá nó sẽ bị gì? Xí muội chua chua ha. Mì ngon ha. Mì có mùi gà. Có mùi gà. Chữ với chữ gì không biết. Đút nào. Ơi sao con vậy? Bỏ nước sôi vô mới được. Thôi quậy quá. Vậy đi. Quậy quá. Hai. Uống đi. Uống nước, nước đi. Uống nước rồi mới cho ăn hả? Ừ. Uống nước miếng đi. Mẹ con cắt tóc được luôn mà. Mẹ. Mẹ. Giờ ăn sô cô la không? Chị thân khi bà ơi, mẹ cắt tóc bà chưa vô chiều. Con nói là con cắt tóc được luôn á mà mẹ không nghe. Mẹ kêu. Chúng con mẹ ăn sô cô la không? À, cái đó chưa chưa. Cái này phải gỡ cái này ra. Xong xáo trộn lên. Không, gỡ nó ra con, gỡ này là dục á. Mày không biết à? Con đẩy sao cho thành hình con mèo thôi. Lúc đầu là con xáo trộn lên.
sao con ăn mì với nước? Đâu có đúng. Mì với nước sôi chứ sao con uống ăn mì với nước lạnh? Nước lạnh ngon mà. Giờ ăn sô cô la không? Dạ ăn sô cô la. Bà đây Út gỡ ra mới ăn được. Ôi. Ôi. Gì vậy? Không ăn nữa hả? Được con nha. Ừ. Có sô cô la tròn nè. Ăn không? Sô cô la tròn hả? Ừ. Hả? Chúng ăn rồi à. Được rồi hả? Được con mèo rồi hả? Hay vậy? Hay hay nữa thì ở gì vậy? Này ở gì vậy? Đâu? Này nè. Cái vỏ của con mèo phải không? Bây giờ màu hồng. Đúng không? Ốc chơi đi. À không, đây là cuộn len. Cái này nó không mượt cho lắm. Khách mời muốn kiểu à. À, cái nhỏ na mẹ à. Đem cho ngoại hả? Đúng. Khi chưa ra tròn hả? Đừng muốn kiểu hả? Đừng muốn kiểu hả ngoại? Được coi đang hút tiền. Hút đau chưa? Anh chưa đau hết à? Anh chưa đau hết à? À. Bị gió vô hả? Đúng. Chào nè. Chào cô chú và các bạn. Chào cô chú và các bạn. Hẹn cô chú và các bạn clip sau. Hẹn cô chú và các bạn clip sau. Không nói lớn lên. Nói nhỏ nhẹ thôi để coi là việc. Vậy hả?